Xin chào tất cả mọi người, hôm nay tôi sẽ nói về cấu tạo của thân non. Mọi người biết không, thân non có 5 phần. Phần thứ nhất là biểu bì, có chức năng là bảo vệ các bộ phận bên trong. Thứ hai là thịt vỏ, có chức năng là bảo vệ các chất dinh dưỡng ở bên trong và quang hợp. Cái thứ ba là lớp mạch gỗ, mạch dây, và mạch dây có chức năng là vận chuyển các chất dinh dưỡng. Cái thứ tư là mạch gỗ, có tác dụng là lấy nước và mùi khó hòa tan. Cái thứ năm là ruột, có chức năng là dự trữ các chất dinh dưỡng. Cảm ơn các bạn đã xem.